làm YouTube cho mấy anh mà, nhưng mà quay trong cái cảnh cứ quay mỗi cái video ngắn 2-3 phút một đi, 1 phút hơn 2 phút mà nó sáng bằng là công nhân chỉ là đào với thường không? Thường mới mất đại ta còn nó ở làng nào, nó làng trẻ thế gì? Làng trẻ như giờ nó ở đéo đâu ấy mà nó là trẻ thì đúng tao quay phim toàn quay đéo đâu, nhà nhìn sang trọng đấy đấy là nó quay ở ngoài Ocean Park, là ngoài Ocean Park đóng đóng video toàn phim ngắn thì nhưng mà đóng toàn là video nhìn sang trọng. Tao bây giờ tao xem mà thấy được mình xem đâu, thỉnh thoảng mới đi xem gì. Trước thì là nó quay toàn những cái vụ tai nạn tao biết nó đây, nhưng trước là mình biết tai nạn đấy thằng em tao bị cái ai thì từ đầu đợt đấy mới biết nó đây. Tao bây giờ tao xem mà không được, trước đấy biết nó đây. Đó là tôi chẳng để ý đến đoạn đấy đấy, chẳng biết là các em trong này nó cũng chẳng là anh ấy chẳng việc cho nó làm cái làm cùng với các em tập kèo mà nó cứ tạo việc làm cho mình ấy, ngày quay lấy 70 cái thì được mỗi ngày quay 70 cái tránh thủ mọi lúc ra đường gặp cái gì quay đấy, quay cái gì quay tránh trẻ con là được, tránh trẻ con, tránh dao kéo thì nhạt nhẽo, không được quay ở mặt biết giống như là không được quay ở mặt, quay ở quay gốc lên video ấy. Quay gốc cây quay chứ phải nói thì video này có ai xem đâu, quay để mình biết nó để làm gì, ghép rồi để xem cũng mỗi tháng quay thôi, nó trả cho mình 7 triệu bằng lương công nhân, nhà hơn công nhân nhiều ngày chỉ mất 3 tiếng thôi. Tắm cái điện thoại đẹp đẹp rồi quay lét. Làm gì phải đẹp, cúi góc được, quay kiểu gì được. Lét.